Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức đã khởi tố vụ án xe buýt Phương Trang mang biển kiểm soát 50F033XX chở thuốc lá lậu để điều tra theo quy định pháp luật. Vụ án đang được điều tra, khi có kết quả cụ thể về xử lý sẽ thông tin sau, công an thành phố Hồ Chí Minh cho hay. Như VTC News đưa tin, vào 7 giờ 50 phút ngày 11 tháng 6, Tổ Cảnh sát Giao thông, Đội Cảnh sát Giao thông Bình Triệu đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 1 thì nhận được tin báo về việc có ô tô nghi chở thuốc lá lậu đi qua địa bàn. Ngay lập tức, Tổ công tác đã báo cáo vụ việc cho Ban Chỉ huy Đội Cảnh sát Giao thông Bình Triệu. Sau đó, Ban Chỉ huy đội đã huy động Đại úy Mai Nguyễn Quốc Trọng, lúc này đang thực hiện nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại vòng xoay Linh Xuân hỗ trợ chốt chặn. Đến 7 giờ 55 phút, Tổ Cảnh sát Giao thông đã dừng xe buýt Phương Trang 50F033XX chở hàng nghi vấn thuốc lá lậu. Qua kiểm tra, Tổ Cảnh sát Giao thông phát hiện trên xe này có chở 3 thùng hàng, bên trong có 1.700 gói thuốc lá nghi nhập lậu, gồm 500 gói thuốc lá hiệu Essagen, 500 gói thuốc lá hiệu Cari, 700 gói thuốc lá hiệu Jeff. Tổ Cảnh sát Giao thông đã tiến hành bàn giao lái xe cùng tang vật cho Công an phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức thụ lý theo quy định. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất được chúng tôi liên tục cập nhật ở nhiều khung giờ trong ngày. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.